Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Siro, mình Siro tại Kinh Mi. Rất vui mình gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Fighting Pass đây em ơi. Hôm nay chúng ta trở lại với series One Piece Fighting Pass nha. Ngày hôm qua thì mình đã có một clip về game One Piece Building Wheel bản 2.0. Và nói chung là có một điều bất ngờ, đó là mình cứ ngỡ là cái game đó nó ra game mới 2.0, là một cái game mới hoàn toàn luôn. Nhưng mà thật ra không phải nha, đó chỉ là một cái nâng cấp. Thì nói chung là vẫn là game đó nhưng mà lên 2.0 thôi. Có nghĩa là những con ạc cũ thì vẫn sẽ lên như vậy lên, chứ không phải là một cái game hoàn toàn mới bản 2.0 nha. Rồi, thì hôm nay cũng là ngày gần cuối tuần rồi, cho nên là chúng đem một ngày gần cuối tuần, những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và tuyệt vời. Nói chung là xem clip nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một vài thông tin mới mà mình vừa cập nhật được từ trong cái podcast nha. Nói chung thì ngày hôm qua mình có off một ngày không on luôn. Anh em có thể xem qua điểm danh của mình nè. Hôm nay thì mình chỉ mới điểm danh tới ngày 6 thôi anh em thấy không? Đấy, thậm chí là hôm nay là ngày 8 luôn rồi mà mình chỉ mới điểm danh được tới ngày 6 thôi anh em. Anh em thấy cay cú không? Mình bị off mất 1 2 ngày. Nói chung là bị off mất 1 2 ngày lên trở thành người tối cổ luôn. À, cũng may là trong podcast có một vài bạn cũng như là đã có những cái thông tin mới đã up lên, cho nên là mình cũng đã thu thập được một vài thông tin để giờ up lại cho anh em xem. Cảm ơn anh em trong podcast rất là nhiều nha. Đó là lý do tại sao chúng ta nên vào group và vào podcast nha. Đó là những cái thông tin nào mới thì đều cập nhật rất là ok luôn. Rồi, thì trước tiên đến với nội dung đó thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái này. Đây là một cái phần quà nha anh em. Đây. Đây nó có hai cái chỗ cho chúng ta quà. Thì thật ra quà này thì cũng không có gì nhiều, nhưng mà đối với những người cày chay thì rất là ngon đấy. Cho nên là chúng ta cứ nhận một cách thoải mái nha. Thì mới vào thì nó sẽ có hai cái ô cho anh em chọn. Một cái ô màu xanh. Này là ô màu xanh nha anh em. Và bên đây là một ô trác quỷ. Thì mình sẽ đặt biệt danh là như vậy đi. Bên đây cũng tương tự là vậy nha anh em, mình khỏi ghi lại. Đó. Thì đây là nó ghi trên cái ô màu xanh là 50%. Còn cái bên đây trái ác quỷ là chúng ta sẽ nhận được 100% luôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh em sẽ dùng trái ác quỷ hình như là có mấy chục thôi. Mình nhớ không nhầm là có mấy chục thôi, hình như là 60, còn bên này là 40 ấy. Thì nếu mà anh em dùng 60 trái ác quỷ anh em sẽ nhận được 100% trọn vẹn những cái quà này. Ở đây có 60 mảnh vé quay thẻ luôn nè anh em, rất là ngon nha, tương đương với 6 vé quay thẻ. Còn nếu mà anh em nhấn nút màu xanh thì anh em chỉ nhận được 50% thôi, có nghĩa là anh em chỉ nhận được là 30 mảnh vé quay thẻ thôi. Và ngôi sao cam thì nhận được 50, nó chia đôi ra, đó. Thì nói chung là cũng có vài chục trác quỷ cho nên cũng không tiếc làm gì anh em. Anh em cứ nhận 100% nha, thì anh em nhấp vào cái ô trác quỷ. Chứ đừng có nhấp ô màu xanh nha, ô màu xanh là chỉ có 50% thôi, đó. Đó là hai phần quà rất là ngon nha, thì mình có chú ý cho nên là thông báo cho anh em để anh em khỏi nhầm lẫn. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số cái thông tin hé lộ luôn đi ha. Ok. Đây, thì hiện tại như anh em thấy ở đây. Ủa cái gì vậy? What the hell? Cái gì vậy? Sorry anh em. Lỡ nhấp xong cái nó bay đây luôn. Để mình tắt bớt cái tab tin nhắn đã. Cũng may là nó không hiện tài khoản mật khẩu. Phải nôi thật anh em à. Đây là cái bot chat mình hiện tại đang có mặt trong đây nha anh em. Đây là One Piece Fighting Pass. Ủa cái gì đây? Bộ này mới VIP gì đây? Cái này có trên anime rồi anh em. Cái đoạn này tập này có lồng tiếng rồi nè, ngon thế nhờ. Tập 917 luôn. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một số cái hình ảnh nha. Rồi, như anh em thấy ở đây thì chúng ta có hình của nhân vật Rayleigh anh em ơi. Đây là tướng Rayleigh nha. Thì nói chung là trong đây thì kiểu chụp lại thì nó kiểu hơi mờ mờ như thế này nè anh em. Nhưng mà đây là Rayleigh chính hiệu. Thì nhân vật này thì mình nghĩ có khi chắc chắn là SS rồi, chứ không thể nào mà S được nha anh em. Chắc chắn một điều là SS rồi. Thì mình nghĩ có khi là cũng sẽ vào banner luôn ấy. Có khi là sẽ vào banner. Rồi, ở đây có hình nhân vật của Rayleigh rất là rõ ràng. Cái này như kiểu là những cái hình ảnh. What cái vậy? Tại sao còn banner Magellan ở đây? What the hell? Ảo tới nhờ. Cái này như kiểu là gọi là sao ta? Bên bản test đó anh em. Như kiểu là một, nó có một cái phiên bản dành cho những người gọi là người được trải nghiệm những cái nhân vật mới như thế này nè. Thì người ta chụp lại như thế này rồi người ta đăng lên kiểu thông tin rò rỉ này nọ đấy. Thì như em thấy là có Rayleigh nha, khá là dữ dằn luôn. Rồi tiếp theo là đây là nhân vật Rayleigh, mạnh của Rayleigh nha. Thì như em thấy rồi, mạnh này thì chắc chắn là SS rồi. Viền màu vàng như thế này là SS rồi, không thể nào mà S được nha. Tại vì S thì chỉ là viền màu cam thôi. Đó. Ở đây thì là mạnh Rayleigh nha, nhìn khá là ngầu lòi luôn. Rồi tiếp theo. Ở đây thì là nói về hai cái phần quà hồi nãy mình vừa nói. Thì hai cái này là hai cái phần quà 100% và 50%. Đó, thì anh em nhấp vào đó nha. Ui, cái gì đây? Leoprin Mid gì đây? S Onom Kizaru. Hình như là banner sau là Kizaru anh em ơi. Nghe có vẻ căng đấy. Nhưng mà hình như là Kizaru thật anh em ơi. Đây nè, Bosalino là tên của Kizaru nè. Vãi nồi.
Nhiều khi thật sự anh em ơi, tại vì mình nghĩ banner sau thì chắc chắn là một là Kizaru, hai là Akainu thôi, cho nên là khả năng Kizaru là rất là cao luôn, nhưng mà chúng ta cứ chờ đợi xem sao. Rồi đây là hình của Kizaru nha. Rồi. Tiếp theo là chúng ta có một cái hình nữa, đó là hình cái này là như kiểu một cái tính năng mới nè em ơi. Mình cũng chả biết là cái tính năng gì, nhưng mà có vẻ là nhìn có những cái viên thiên thạch, những cái viên đá phát sáng, những cái viên thiên thạch này nọ khá là ghê anh em à, nhìn khá là căng. Thì có vẻ đây là một cái tính năng cũng như là một cái hệ thống mới giúp chúng ta tăng cấp sức mạnh hay là kiểu khảm khảm ngọc, khảm đá gì đó. Rất là đáng để chúng ta hóng chờ luôn nha anh em. Ngon ngon ngon. Ui cái tính ra là cái hình chụp kiểu này, chụp nguyên cái hình điện thoại này là sao ta? Cái thanh niên này là hé lộ cũng hơi bị nhiều đó anh em. Bữa là chụp râu trắng nè, rồi bữa giờ chụp cái này, rồi chụp râu đen nữa anh em, có râu đen nữa nha. Giờ cho anh em xem râu đen luôn nè. Ở đây thì chúng ta có cả mảnh sa tóc đỏ nè. Đây là một cái thông tin hé lộ, và cái shop này có vẻ là một cái shop mới thì phải. À, shop này như kiểu là shop nạp tiền thì phải. Cái điểm này như là shop nạp tiền nè anh em. 25 điểm là anh em mua được một mảnh của sa tóc đỏ nè. Nhìn sa tóc đỏ đúng đẹp luôn nha anh em. Sa tóc đỏ này là sa tóc đỏ trưởng thành rồi đó anh em, chứ không phải sa tóc đỏ trẻ trâu như mấy tập đầu tiên của anh Bi nha. Đấy, sa tóc đỏ trưởng thành cực kỳ đẹp trai và cực kỳ ngầu loài. Ok. Đây là cái hình mà lúc đầu mình lúc đầu mới vô game nó sẽ như thế này nè anh em. Đấy, diễn tả dễ cho anh em hiểu, dễ hiểu nè, thấy không? Có hai cái nút nè. Một nút là 50% và nút là 100%. Như vậy là chúng ta chỉ tốn có 40 trái quỷ, tổng cộng là 80 trái nha. Chỉ có 80 trái để anh em lấy hết cái quà này thì ngu gì mà không dùng trái quỷ anh em, trừ những anh em nào mà đã cạn kiệt trái quỷ, nhưng mà cạn kiệt thì cũng sẽ cày, chắc chắn là cũng sẽ cày được 80 trái để có thể nhận được hết cái mớ này nha, không thể nào mà bỏ lỡ phần quà ngon vậy được. Rồi, và tấm ảnh cuối cùng là một tấm ảnh cực kỳ siêu cấp VIP Pro. Đây, chiếc điện thoại cực kỳ là dữ dằn, xịn sò, và đây là nhân vật râu đen của chúng ta. Tuy nhiên thì mình thấy nó hơi ảo ảo một xíu, cho nên cũng hơi thắc mắc là không biết phải thiệt hay ghép ở đây nữa. Ở trên đây thì giờ em thấy là có râu đen rồi nè, đó, rất là chuẩn chỉnh nha. Đây thì có cả bộ skill, hình skill này nọ nè. Ui, tính ra cái thanh niên đang chơi này được trải nghiệm sướng quá ta. Tính ra là thanh niên này được trải nghiệm test đồ này nọ đã ghê quá ha. Ước gì mình cũng được là một nhân vật này ha. Ôi trời ơi, mình sẽ hé lộ cho anh em nhiều thông tin luôn á. Nhưng mà cái hình râu đen này mình thấy nó hơi ảo ảo đây, cho nên không biết phải ghép hay thiệt cái nữa. Cho nên là cứ chờ đợi cho đêm thôi. Bên đây là thằng Kobe. Đây là râu đen nha anh em, quá dữ luôn. Nhưng mà thấy cái hình nó hơi ảo nha. Cái hình này giống như hình ở trong game One Piece Pirate Warriors đó anh em. Thiệt luôn, cái hình này mình đã thấy một lần rồi. Nhưng mà hình này giờ nó lại y chang như vậy, cho nên mình thấy nó hơi ảo. Sợ ghép quá anh em ơi. Nhưng mà hình bên skill này thì thật ra vẫn có thể ghép được nè. Nếu mà kiểu chuyên gia Photoshop hoặc là có một vài kinh nghiệm Photoshop thì có thể ghép được những cái hình này, vẫn có thể ghép được nha anh em. Mấy cái hình này lấy bên Burning Wheel ghép qua được nha anh em. Còn cái hình này là chắc chắn là mình thấy một điều là nó hơi ảo đây. Tại vì nhìn cái cánh tay, nhìn cái bóng tối này nọ, nó hơi ảo ảo nè anh em. Cho nên mình hơi thắc mắc. Hơi nghi ngờ anh em ơi, nhưng mà cũng chưa biết là thiệt hay giả, tại vì thấy mình thấy nó hơi ảo nên mình nói là hơi ảo thôi. Chứ biết đâu cũng có thể là thiệt. Nhưng chỉ để ý là cá nhân của mình thôi, cá nhân của mình thấy nó hơi ảo ảo. Nên mình nghĩ nó là ghép. Đấy, cho nên là rồi, đó là một số thông tin bị hé lộ, được hé lộ cũng như là rò rỉ này nọ cập nhật cho anh em xem. Thì râu đen là một nhân vật nói chung là cũng gọi là sao ta? Nhiều 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 anti fan, gọi là nhiều anti fan đó anh em. Đấy, tại vì thanh niên này chuyên gia gây sự cũng như là làm nhiều trò bê bối quá, cho nên là nhiều anti fan, nhiều người ghét. Thành ra nhân vật râu đen ra thì cũng sẽ có người thích, cũng có thể có người ghét. Riêng mình thì tất nhiên là mình cũng hơi ghét râu đen một xíu, nhưng mà đó là trong phim thôi. Còn trong game thì nó ra thì chúng ta lấy, chúng ta chơi đúng không? Cho nó sướng, chứ ghét chi cho mệt. Ôi trời ơi, không lẽ giờ kêu nhau Hành ơi, em ghét cái con này, đừng cho nó ra. Thế thì không được anh em. Tại vì mấy 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 con ghét thường thường là mấy con nó dữ dội lắm, cho nên là ra đi. Ra để chúng ta còn lấy, chúng ta chơi chứ. Ví dụ Akainu cũng nhiều người ghét. Nhưng mà Akainu là phải ra để chúng ta sử dụng những cú đấm dung nham chứ đúng không? Quá đã luôn. Hiện tại là mình đã làm hết mấy cái nhiệm vụ linh tinh rồi. Bây giờ thì để ghép vé lên coi. Vé chắc lên được 1.200 đó anh em ơi. 1176 hả? 1176. 1176 mà đây mình có thêm 18 vé nữa hả? 18 à? Ồ, 18. Nhiêu rồi? Ủa cái gì? Sao có 1 ở đây? 18 à? 18 với lại 76 là nhiêu? 18. 10, 7, 8, 9, 9 mấy à? 119 mấy à anh em ơi, chưa được 1.200 nha. Thôi cứ vứt ra đi, từ từ rồi cũng được. Ok, tiếp theo thì một vài thứ linh tinh thôi. Boss này mình vừa đánh hai cái xong. À, nay có thêm vé quét nữa anh em ơi. Nay mình vừa thấy là có cái vé quét Inbound nữa nha. Để mình coi phần quà nằm ở đâu mình quên mất tiêu rồi. À đây. Đây là một cái event mới, gọi là event event quay mấy cái thùng này nè anh em. Mình cũng
quên quên gọi nó tên gì rồi, hình như là gacha đúng không, gacha gì đó đúng không. Thì anh em sẽ quay hết mấy cái thùng này để em lấy quà nha. Cái này thì nó kiểu là phần quà auto, cho nên đây là một điều rất là sung sướng cho những cái bạn gọi là có thể lực nhiều. Anh em chỉ cần có thể lực nhiều là anh em có thể chơi được cái event này và anh em lấy được hết quà nha. Thì như anh em thấy ở đây là phần quà bây giờ cũng có sự thay đổi rồi này. Ở trước ở đây là có trác quỷ nhưng mà giờ nó cho chúng ta 500 cái điểm huy hiệu. Này chắc là điểm để anh em đổi trong shop nha. Là vé vàng thì vẫn vậy thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm vé quét Imperdao với lại vé quét phiêu lưu bất tận. Đó, rất là ngon nha anh em. 500 điểm nha anh em, 500 điểm thì thật ra cũng nhiều đấy. 500 điểm hả? Để mình coi coi. Ở đây mình có là 350 điểm, tức là làm nó được 500 điểm luôn cũng ngon quá nhờ. À chà, bây giờ mình thử vận máy này kiếm cái thẻ Mi Hawk số 3 coi. Test thử 3 cái xem sao nha anh em, 8, 9, 10, 11. Hô. Á đù. Không có anh em ơi, khó quá, thôi mình kéo hết luôn đi. Ủa sao còn 8 cái anh em ơi, mình thử một cái trước nha, tại vì số 7 là số hên của mình cho nên là giờ còn 7 cái chơi hết luôn. Đâu không? Mi Hawk 1 mà nhiều khi nó ra Mi Hawk 3 cũng chưa chắc là nó ra đúng 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 kiểu chúng ta mong muốn nữa, tại vì có cái có hai ba hệ số thôi thì làm gì, chúng ta cần năm sáu hệ số cơ, bởi vậy rất là khó khăn luôn. Thể lực bây giờ mình 2.700 hả, thôi mình tiêu một ít, mình chơi gacha xíu coi, chơi gacha cho anh em xem nha. Thì cái này anh em chỉ cần tiêu thể lực thôi là anh em nhận được những đồng xu để anh em quay gacha nè. Ủa bây giờ mình có 2 đồng à, vậy là mình sẽ giờ mình sẽ quay cho anh em xem. À, đây ui vậy là một lần là nhiều hơn mà. Ồ vậy là tổng cộng bây giờ mình đã có được là 8 đồng. Mình sẽ quét thêm một phát nữa là 1 đồng. Sau đó mình quét thêm cái nữa cho đủ 10 đồng để mình quay 2 lần nha. Ok, dừng rồi đó. Chơi luôn. Đây, anh em phải chơi phải nhận được cái hình nộm Luffy thì anh em mới vượt qua được cái thùng tiếp theo nha, kiểu vậy. Đấy, bây giờ mình sẽ quay 5 lần cho anh em xem. Và khi anh em quay 5 lần thì phần quà sẽ rơi ra ngẫu nhiên. Đu được luôn 500 phải nồi. Và cái số lượng ở đây nó sẽ giảm xuống nè. Đó, khi nào anh em quay hết cái số này chắc chắn anh em nhận được full quà ở đây. Full quà nha, chắc chắn là full quà ở đây. Tuy nhiên thì muốn được vé vàng này nọ thì cũng hơi khó. Hên xui thôi, nói chung nhân phẩm, có khi quay cái ra luôn ấy. Có khi quay cái ra luôn cũng có thể là quay hoài chưa ra, kiểu vậy. Bây giờ mình có 500 điểm rồi, giờ mình sẽ tiếp tục chơi cái mua shop nha. Điểm này ngon đó em ơi. Kéo hết luôn em ơi, kéo hết luôn để lại kiếm cái huy hiệu số 3 em ơi, mình đang cần huy hiệu số 3 của Mihawk. À đồ, như vậy là chúng ta ra được số 2. Ủa cái gì? Phải rồi, mình lỡ tắt đi rồi. Vô xem coi nó thế nào. Oh my god, tầng số 2 thế nhờ. Đây cái một này mình vừa ra nè, nó chỉ có 5 hệ số thôi, trong khi cái mình đang mang có tới 6 hệ số. Ok nha, số 2 thì sao? Ui số 2 rơi ra được 2 cái luôn à. Ô cái này 5 hệ số, cái bên đây cũng 5 hệ số, nhưng mà cái này mình đang 89 rồi cho nên dạy gì mà tháo ra chứ cho mệt. Cái này có 4 hệ số thôi, vãi nồi thật. Trời ơi, số 3 vẫn chưa được cái nào, cay thế. Như vậy là vẫn chưa được cái nào em ơi. Mình vẫn còn, ủa, ở đâu ra 6 đồng này nữa vậy? Ủa? Ok vậy, nè mình vừa quay có 1 lần thôi hả? Quay thêm 1 lần nữa đi. Ồ, vẫn chưa được thằng hình nộm Luffy. Và khi em được cái thằng hình nộm Luffy này, em sẽ quy đổi về để lấy giác quỷ nha. Một thằng, một cái hình nộm này như là được 100 trái vàng hay sao á. Ok. Về trái vàng thì tại mình đang 29.000 mấy á, 29.300, sắp cố gắng cày thêm là được 30.000 nè. 30.000 thì cũng tương đương với 150 vé vàng nha anh em. Đấy, khá là ok. Nhưng mà từ giờ tới banner tiếp theo chắc là mình cũng sẽ đủ được một ít. Hiện tại bây giờ được 55 rồi anh em, từ giờ tới đó các cày được 6 7 chục gì đó là cũng ok rồi. Thuyền nhờ hết rồi đúng không? Ok, không còn gì hot cả. Không còn gì hot cả. Đi quét Immerdao hả ta? Immerdao thì nói chung là giờ quét thì phải tốn trái nha, phải tốn trái. Ấy, giờ nói chung là muốn quét thì anh em phải tốn trái. 80 trái. 80 trái thì nếu mà dành cho những bạn lười đi á, những bạn lười đi thì dùng trái quét cho nhanh giống như mình, đa số mình đều quét bằng trái. Nhưng mà ai 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 cuối cùng, cái tầng cuối cùng là anh em cũng bắt buộc phải đi nha. Thì mình đi cái down này mục đích của mình là chủ yếu là để làm bát thôi. Bát này mình cũng lười làm nên level nó hơi thấp này. Cho nên là chủ yếu mỗi tuần đều cố gắng đi mà down để lấy được hai level. Đi xong Immerdao là đem được hai level ở chỗ này, cho nên là cố gắng thôi. Ây da, thôi đi đào cái kho báu anh em ơi. Ấy da, ọp một hai bữa cái coi như là cũng hơi bị phí đó anh em, hơi phí đấy. Ok anh em,
Thêm một cái thông tin nữa muốn gửi đến anh em, đó là ngoài xanh tốc đỏ, khi mà đưa vô cái shop này, cái điểm này như là điểm nạp tiền như này, anh em nạp tiền là anh em sẽ đổi được điểm này hay sao ấy, thì 25 điểm sẽ đổi được một mảnh xanh tốc đỏ anh em, và tối đa như được hai mảnh thôi này. Ngoài ra trong cái shop này có thêm một mảnh, đó là mảnh râu đen nữa nha anh em. Đây, mảnh râu đen này có giá là 50 một cái nha, gấp đôi xanh tốc đỏ luôn. Phải rồi, không lẽ râu đen mạnh hơn xanh tốc đỏ sao ta? Cái đàn mà thằng râu đen rụng răng này, thằng râu đen rụng răng này láo thật. Ok anh em ơi, hơi nhảm một xíu nhưng mà quay lại game nào. Hôm nay thì chắc là clip mình sẽ quay ngắn thôi, chủ yếu là cập nhật thông tin cho anh em xem. Chúc anh em một ngày cuối tuần, những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và tuyệt vời. Anh em xem clip nhớ like, subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ mình đi làm cái bản đồ đã. Với lại để mình nói với anh em một vài điều nữa. Thấy còn anh em, nhiều anh em hỏi mình quá. Thấy còn nhiều anh em chưa chưa. Ui, phải đánh với có mấy con này à. Ảo thế. Đánh luôn, chiến luôn anh em ơi. Lâu rồi không có đánh với mấy con nhãi nhép này. Này vô test sức mạnh của con này, này đã ghê gớm hơn chưa nha. Ây giờ thấy nhiều anh em còn hỏi mình về cái vấn đề đó là tạo tài khoản của game này như thế nào, thì mình nghĩ có khi nhiều anh em nhầm lẫn ở chỗ là xác minh chứng minh nhân dân với lại tạo tài khoản. Tại vì nó hiện lên hai dòng thì nhiều khi là anh em tưởng đó là tài khoản và mật khẩu nhưng mà không phải. Đó là chứng minh nhân dân Trung Quốc, hàng real, hàng thiệt nha anh em. Thì cách thức để đăng nhập cái kiểu đó hoặc là xác minh gì đó thì anh em có thể liên hệ Facebook mình. Rồi mình sẽ giới thiệu người bán chứng minh nhân dân cho anh em để anh em mua nha. Giá thì cũng có mấy chục k một cái thôi. Mình thì mình cũng muốn được nhiều anh em chơi được cái game này, càng nhiều càng tốt, càng vui thôi chứ không vấn đề gì cả. Cho nên là bạn nào mà còn, tại vì thấy có nhiều bạn bị cái vấn đề đó rồi không vô được cái nghỉ game thì hơi uổng. Tại vì đã tải được game, đã vô được game rồi, giờ chỉ còn một cái bước là xác minh nữa thôi, mà phải bỏ game thì nó rất là tiếc. Cho nên là những bạn nào bị cái lỗi tương tự thì có thể inbox cho mình, rồi mình sẽ giới thiệu cái người bán chứng minh nhân dân cho nha. Ok anh em, đây mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để kênh để hỏi mình. Chúc em cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Ok, hy vọng là SS tiếp theo sẽ sớm ra mắt và chúng ta sẽ được quay kèm theo đó là các nhân vật khủng bố như là râu đen, râu trắng và xe tốc đỏ. Xe tốc đỏ Rayleigh này nọ sẽ ra sớm luôn. Ok.